bên tàu thường tàu bè vô qua lại bên cái chỗ đó. Nhìn tàu nhìn đối diện qua, chúng ta cũng đi dạo một vòng. Bây giờ tôi có nhiều tàu đây, có rất nhiều tàu đánh mực, các loại thủy sản ở ngoài Phú Quốc này. Đèn đang chớp chớp này các bạn, nào đi dạo quanh xung quanh đây một chút nha, và sẽ dẫn các bạn tới quán bún quậy ở Phú Quốc. Kia là tàu. Đây là cái quán bún quậy phía sau này thôi, đó là Kiến Xây. Bún quậy này thì cũng chưa có nổi tiếng bằng cái quán bún quậy mà mình sẽ đi tiếp theo để mình tới bún quậy. Trước đây thì mình ăn cái quán bún quậy phía sau này thôi. Nào, mời các bạn cùng đi để tới nơi bún quậy nha. Đây, quán này là quán nổi tiếng nhất ở Phú Quốc. Thấy cái phụ không? Là mình thấy cái phụ không? Tham quan quán nha. Rồi á, đứng chờ thôi. Đây là đường của quán. Chín giờ, đó là 9 giờ. Còn tới thưởng thức. Cái này anh tự làm đúng hả? Đâu, đây là chủ quán người ta làm, anh là khách nhỉ? Dạ. Không, tại có nhiều khách ăn thấy. Cái này cắm này luôn. Cái này cắm cho anh ạ. Rồi. Đây anh ăn cái đồ nồi trước kia, anh ăn cái đế lại nó mùi. Tìm hiểu cái này nhưng mà
Thank you.
Dạ. Qua đầu dây kia để gì mình bữa. Dạ. Em cùng gấp với mình chứ một chỗ mà cái xe hai bên đây này bên đây cái xe để cái xe cà phê luôn à dạ đây anh xưa thì em ăn ở đây không em không ăn bên kia dạ nên không quá là đi lại mới lại đi thêm vòng dạ đây là bún quậy kiến xay 2 còn một cái bên kiến xay 1 nữa thì kiến xay 1 có thì nó nổi tiếng hơn cả kiến xay 2 nữa nhưng mà cùng một góc là đông lắm các bạn mời các bạn tham gia nếu có ghé Phú Quốc. Sau đây mình sẽ chỉ cái tên đường từ Vinh Cậu thì các bạn đi bên tay phải đi một chút nữa. À, thì sẽ thấy cái cầu Nguyễn Trung Trực á, thì theo đừng có qua cầu Nguyễn Trung Trực mà đi thẳng luôn đó, thì sẽ tới. Sau đây mình sẽ đây một tên đường đây, đây là đường 25 Bạch Đằng nhé, chỗ 25 Bạch Đằng nè, thì chút nữa thì tới Kiến Xây nè. Ở đây mình còn gọi là bến Bạch Đằng mà không biết là đúng không, tại vì mình nghe mấy anh nói rồi. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy hay thì các bạn vui lòng đăng ký kênh, có thể ủng hộ mình bằng cách like, comment hay đăng ký kênh của mình nha. Cảm ơn các bạn.